Chào mừng anh em đã quay trở lại với Thiết Dân Cầm. Thì hôm nay lại một chủ đề mà vô cùng thú vị em muốn gửi anh em. Đó là cái vấn đề về chim họa mi ở vùng nào thì là hay nhất, tố chất nhất, và chim có giọng hót mà đạt cái giọng núi rừng trung dương hay nhất. Khi đi họa mi là anh em cứ đang muốn là hỏi chủ chim là chim này là chim vùng nào hay ở tỉnh nào, và anh em cứ lên mạng anh em là đọc là chim Hà Giang là hay là chim Cao Bằng là hay. Em đính chính với anh em nhé, là vùng nào cũng có chim hay và chim dở cả. Không bao giờ có chuyện là chim Hà Giang chỉ sẽ là hay hơn chim Cao Bằng. Chỉ có một cái điểm khác biệt để phân biệt giữa các vùng miền, đó là màu lông của chim. Thường thì em chơi chim ấy, thì em thấy là họa mi ở những vùng như là Thanh Hóa, như là vào đến Nghệ An ấy, thì cái màu lông chim vùng đấy bao giờ cũng sáng nhất. Và con chim ấy, anh em nhìn ấy, từ chân đến mỏ những vùng sẽ sáng màu hơn, và nhìn con chim ấy, nó sẽ có cái gì đấy là nó bắt mắt hơn, đẹp mắt hơn. Bởi vì những cái vùng trên Cao Bằng hoặc Lào Cai ấy, hoặc Hà Giang ấy, thì có một đặc điểm là ở vùng đấy bao giờ chim nó cũng sẽ tối màu hơn, nhất là về màu chân thì bao giờ nó cũng sẽ màu đen. Còn về tố chất ấy, anh em đừng quan điểm chim phải là chim vùng này mới là chim hay. Cái đấy là em khẳng định anh em là hoàn toàn sai lầm anh em nhé. Bởi vì là có thể là không phải là chim ở vùng đấy nó đẻ ra, có thể là chim ở vùng khác nó bay đến, nghĩa là bẫy được chim ở đâu thì gọi là chim vùng đấy. Và không có vùng nào là hay nhất, chim vùng nào cũng có chim hay chim dở cả. Cho nên anh em lưu ý cái điều này. Và chọn chim ấy, thì anh em cứ chọn con nào mà đẹp và ưng ý với cái mắt nhìn của mình, ưng ý với tiêu chí của mình, phù hợp với mình thì mình mua thôi. Chứ còn không phải là nghe theo ai là phải là mua ở Cao Bằng hay mua ở Hà Giang mới là có chim hay. Còn đến bây giờ ấy, thì em khẳng định anh em là gần như là chim họa mi toàn bộ là chim của Trung Quốc cả. Kể cả những người xưa em bán chim thế thôi, 100% là chim của em nhập về là nhập Trung Quốc cả. Chứ còn Việt Nam mình thì bây giờ là không còn chim. Mặc dù là chim Trung Quốc anh em cứ bảo là chim không hay đúng không ạ, nhưng mà rất nhiều anh em mua chim của em về rồi mà đã mang chim đi thi và được giải, thậm chí là mang về đi chọn còn được giải lớn. Bởi vì là Trung Quốc mà nó chỉ là cái nơi mà gần như là sản xuất chim rất là nhiều, và bên Trung Quốc thì anh em biết là cái diện tích của đất nước rất là rộng. Chim để ngoài thiên nhiên ấy, thì đến cái mùa sinh sản ấy, thì bên Trung Quốc họ sẽ không bao giờ săn bắt vào mùa sinh sản, và họ sẽ để cho chim sinh sản. Và đến mùa chim già thì bắt đầu mới đi bẫy. Cho nên là bây giờ là họ còn rất nhiều họa mi, và họ cho họa mi sinh sản rất là nhiều. Cái vấn đề về vận chuyển họa mi về Việt Nam ấy, là họ bẫy được là họ sẽ chuyển sang Việt Nam mình để bán, trừ khi những con nào quá đẹp thôi họ sẽ để lại. Còn về tố chất của họa mi ấy, thì gần như là họ không hề lọc được. Bởi vì là khi con họa mi mà chim mộc ấy, thì nó chưa thể nào mà nó thể hiện ra cái tố chất của con chim là con nào hay hay không. Em khẳng định với anh em là bây giờ là chim của Việt Nam mình đang chơi ở Việt Nam mình rồi là gần như là 99% là chim Trung Quốc rồi. Nếu mà 5 năm trở lại đây, anh em cứ thoải mái mà chơi, chỉ cần anh em chọn được những chim nào mà phù hợp với mình. Đó là những cái gì mà em muốn chia sẻ với anh em về vấn đề về vùng miền họa mi, để làm sao anh em không còn những cái khúc mắc trong lòng khi đi mua họa mi về để chơi. Chúc anh em sẽ chọn chim thành công. Xin chào anh em.